Thị trường không ổn định, thường xuyên bị thương lái ép giá, nên người trồng thanh long không dám ôm vườn đến cuối vụ, buộc người trồng phải bán vườn non. Tình trạng này đang diễn ra lâu nay ở thủ phủ trồng thanh long của tỉnh với hơn 11.800 hectare, chủ yếu tập trung ở hai huyện Châu Thành và Tân Trụ. Quyết định bán 1.100 gốc thanh long đang cho trái non với mức giá 100.000 đồng một gốc. Coi như ông Nguyễn Khắc Điền, xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành đã nắm chắc 110 triệu đồng trong tay. Tuy nhiên, thanh long đang chào chủ mùa, giá thanh long ruột đỏ tại vườn khá cao, vào khoảng 25 đến 27.000 đồng một ký. Với mức giá này, coi như ông mất khoảng hơn 200 triệu đồng vào tay thương lái, khiến ông phải tiếc hùi hụi. Cảm thấy cũng tiếc, nhưng mà mùa sau thì cũng tùy thôi. Theo tình hình, ví dụ dịch bệnh hoặc là giá cả nó cứ tụt lên tụt xuống thì mình cũng có thể bán. Mình thấy giá nào mình cảm thấy hợp lý, có lợi thì mình bán, còn thiếu thấy cảm thấy lợi ích quá thì mình để nữa. Việc lựa chọn bán thanh long non cũng là điều dễ hiểu, vì tâm lý nông dân thấy có lợi nhuận là gật đầu để bảo toàn vốn và đồng lời. Khi có nhu cầu bán thanh long non, nông dân sẽ gọi thương lái. Tùy theo nhu cầu thu mua và vườn đẹp hay xấu, thương lái sẽ định giá vườn. Thương lái mua đứng vườn thanh long non thường chỉ có lời chứ ít khi thua lỗ. Trái còn nhỏ, không để chín nhưng vẫn bán ký, hoặc là lái vô mua nguyên một đám luôn bao nhiêu tiền vậy đó. Cái giá đưa ra đó là tùy lái thôi, tùy lái nó đón thị trường sao là nó đưa ra rồi thôi chứ không có chuẩn. Trái với ông Nguyễn Khắc Điền chọn cách an toàn cho vườn thanh long của mình, thì anh Nguyễn Thanh Tuấn lại trồng đến cuối vụ, nhưng tất cả cũng chỉ trông chờ vào thương lái. Mùa nắng thì cái giá nó có thì mình cứ đợi, còn mùa cái lúc mà mùa mưa thì cái giá nó, cái vô mùa đi, cái giá nó do thương lái nó quyết định, cái giá nó không có lên được nên người ta bán trước để cho nó an tâm người ta. Rồi cái khi mùa nắng này tôi bán thấy nó có giá còn có thể lên thì mình ôm đại. Những hộ dân kế bên đó thì người ta sợ người ta bán rồi, chứ tôi thì chưa sợ. Những năm gần đây, diện tích trồng thanh long ở Long An luôn được mở rộng, trong khi thị trường thì phụ thuộc vào một khách hàng lớn nhất là Trung Quốc, giá cả lại bấp bênh. Những lý do này khiến người nông dân vừa trồng thanh long vừa lo thấp thỏm, và việc chọn bán thanh long non là điều khó tránh khỏi. Chưa kể, việc bán thanh long non, nông dân không chỉ thu lợi ích, mà ngay sau khi thương lái trả vườn, nông dân phải bỏ thêm chi phí để phục hồi vườn thanh long đã bị thương lái dắt kiệt sức. Trong thời gian tới, nếu mà có những cái doanh nghiệp mà uy tín để mà mua long xuất khẩu đến cái địa bàn xã liên hệ, thì chúng tôi sẵn sàng phối hợp để hỗ trợ hết mình về việc thực hiện theo cái quy trình của những doanh nghiệp đó đưa ra. Nếu như có sự liên kết giữa nhà vườn và doanh nghiệp thu mua, sẽ tạo tính ổn định trong sản xuất và tiêu thụ. Đồng thời, có chính sách hỗ trợ áp dụng công nghệ trồng an toàn sẽ cởi bỏ được tâm lý cho người trồng thanh long sợ ôm vườn.